đến Lisa, cho nên Lisa phải chơi lại nó. Tại vì người ngồi im để cho người ta bắt nạt. Có đứa con Lisa nó dạy cái thằng em của nó hay lắm. Thằng em hello chào các bạn nhé. Thằng em của nó đi bị bắt nạt, xong nó về nó mách mình, xong mình chưa kịp dạy nó, chưa kịp nói năng gì, tại vì mình cũng chưa có phản ứng gì hết. Thằng anh đi làm về thấy thằng em nói là bị bắt nạt ở trường, nó chơi cho luôn cho câu đánh lại cho đến khi nào chết. Mình gãi đầu mình đi chỗ khác. Mình nghe thấy cũng đúng. Cho nên mình không phải là cái đứa để cho cái bọn cộng đồng này ngồi đấy để cho nó đánh. Cho nên là mình phải đánh lại cho đến chết. Fight until I die. Ok. Nhiều khi thấy những cái đứa nhỏ ấy, nó cứ ngồi đấy, nó để cho người ta đánh nó, xong nó cứ ngồi im để cho người ta đánh. Thấy cho nên sợ nghĩ là không được như thế. Vấn đề hơn nữa, hiền quá. Mình không, đừng có bắt nạt ai. Lisa vẫn nói cái mấy cái đứa nhỏ này đừng có bao giờ bắt nạt người ta. Nhưng mà không để cho ai động vào người mình. Mình không thể để ngồi im để cho người ta động mình. Chào các bạn nhé. Chào tất cả những ai đang theo dõi Lisa. Yeah. Tại vì vừa nãy Lisa có nói là Lisa muốn lên đây nói về cái vấn đề cái bọn cộng đồng này. Vì á, nó không động đến mình thì mình không động đến chúng nó làm cái gì cả. Nhưng mà vì nó động đến Lisa cho nên là nó chết với Lisa. Mình ở đây mình đâu có động chạm đến, ở đây là cái nơi mà để Lisa tìm cái thằng này đã. Yeah. Cái thằng này, thằng Sơn Nguyễn, nó ở trên, nó ngồi ở trong cái văn phòng cộng đồng, văn phòng cộng đồng người Việt, thì nó đưa cái mặt như lần trước Lisa đã nói rồi đấy, nó làm mấy cái clip nó nói nó giáo huấn Lisa. Thì bây giờ hello chào tất cả mọi người và chào tất cả những người ở tại cái đất Úc này. Và Lisa ngày hôm nay Lisa sẽ nói về những cái này. Cái thứ nhất, nó ngồi tại cái văn phòng cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản Úc Châu, Community the Vietnamese. Cảm ơn, cái này nó tối quá. Vietnamese refugee in Australia, PO Box 225, Kabamata, New South Wales, 2166. Ok. Đây, nó có cả địa chỉ nữa, các thứ. Đây, nó ngồi tại văn phòng này để nó giáo huấn Lisa. Đây có địa chỉ đây. Đây là Lisa bỏ lên cho tất cả những cái người ở Úc nhìn thấy rõ ràng nhá. Nhưng mà không biết có nhìn thấy không. Anyway. Kính thưa toàn thể những cái người đang sống ở Úc này, cho Lisa hỏi một câu. Những cái người lãnh đạo cộng đồng, họ làm công việc gì để sống ở cái đất nước Úc này? Nó ở đây nó nói Lisa là Lisa sang đây, Lisa là ai?
và sang đây là gì, làm gì, và nó nói lên rằng là tình báo của cộng sản và là dân Bắc Kỳ, là tình báo cộng sản, và những cái em du học sinh á là tình báo cho Lê Già. Đó, nó nói Lê Già là như vậy. Và nó ngồi tại cái văn phòng cộng đồng đấy, nó nói Lê Già: mọi người, những cái người đang sống hiện nay đang sống ở đất Úc này, thử trả lời cho Lê Già một câu là những cái thằng cầm ca táp mà suốt ngày đi ra đi vào ở trong cái cộng đồng, rồi những cái văn phòng đó nó ngồi đấy, xong bắt đầu á nó làm công việc gì sống ở cái đất Úc này đó, rồi á nó làm gì cho những cái ông bà già, rồi những cái người tới đấy đó đã làm gì được cho các người chưa, hay nó chỉ suốt ngày nó tập hợp các người lại xong rồi nó kêu các người đi cầm cờ chống cộng sản. Nó lĩnh lương là của ai? Cái đất Úc này á, tiền tiền của chúng tôi là người dân Úc, ok? Dân Úc người ta chi ra tiền lương, tiền tiền thuế đó người ta đóng để người ta phục vụ cho những cái cộng đồng đó. Nhá, chúng nó làm á, chúng nó có lương của cái cộng của cái đất Úc này, chứ không phải nó làm việc không công. Và nó làm những cái công việc như thế tôi cũng có quyền hưởng, nó phải phục vụ cho tôi chứ không phải phục vụ cho mấy cái đứa trong cộng như vậy, hiểu chưa? Đó, mấy cái thằng lãnh đạo cộng đồng ấy, chúng mày đừng có bố láo nhá. Ở cái đất Úc này không phải người ta phục vụ, người ta trả tiền lương cho chúng mày để chúng mày lãnh đạo cộng đồng để đi chống cộng sản đâu, không phải như vậy đâu. Để cho chúng mày lãnh đạo cho người ta, để cho người ta có cái gì người ta đến đấy người ta nhờ giúp đỡ để vui chơi với nhau, kể cả tao tao cũng có quyền vào đấy để sinh hoạt. Tại sao thằng chủ tịch cộng đồng không ngồi ở ngay cái văn phòng đấy để chửi tao mà phải cho một cái thằng già đấy ngồi đấy để chửi tao hả? Tại sao chúng mày không không mấy cái thằng lãnh đạo không ngồi đấy chửi tao mà phải 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 đưa mấy cái thằng ấy ra đỡ đạn nào thế gì hả? Chúng mày bây giờ thử không có một cái người nào đi sinh hoạt cộng đồng xem chúng mày lấy cái gì chúng mày vả vào mồm chúng mày hả? Mấy cái thằng lãnh đạo cộng đồng tao chửi chúng mày đấy, kiện tao đi. Bà con ở Úc, những cái người già, những cái người mà thỉnh thoảng rảnh rỗi không có chỗ nào đi chơi đấy, nghe Lisa nói, hỏi chúng nó xem, chúng nó suốt ngày cầm mấy ca táp, xong rồi cầm mấy tờ giấy đi chỗ này chỗ kia, chúng nó lấy cái gì chúng nó sống ở cái đất này, trong khi ai cũng có con có cháu có này có kia đi làm hùng ngục từ sáng đến tối mới về, ai cũng phải đóng thuế. Ok, cuối năm, giữa năm tháng 7, từ tháng 7 ai cũng phải đi khai thuế, không khai thuế nó đánh cho bỏ mẹ, đúng không? Con cháu các ông các bà ai ai cũng phải đi khai thuế hết. Tiền thuế đây ở đâu ra để nuôi chúng nó đó, hiểu chưa? Chứ không phải chúng nó làm không công đâu. Tại sao chúng nó không làm vào những cái gì để cho chúng nó, nhà nước này chi bao nhiêu tiền mỗi một năm cho chúng nó để chúng nó làm những cái công việc có ích cho các ông các bà vui chơi với nhau, hay là mình có cái gì khó khăn cần giúp đỡ chúng nó phải giúp mình, chứ không phải suốt ngày lôi nhau ra chỗ này chỗ kia nghe tới ông nào ở Việt Nam qua đây là bắt đầu súng vào, bắt đầu biểu tình, hay là những cái người người ta buôn bán làm ăn thì bắt đầu ra đấy phá cái cơ sở của người ta,
người ta làm gì, người ta làm ăn để người ta đóng thuế, rồi đóng thuế để làm gì, đóng thuế lại cho cái đất Úc này, đất Úc này lại bỏ tiền chi ra lại cho chúng nó. Tại sao phá người ta, nó phá người ta để làm gì, để cho người ta phải mang tiền người ta cúng cho chúng nó. Chúng nó là cái lũ khốn nạn lừa đảo đó. Người ta sang đây người ta biểu diễn, ca sĩ người ta biểu diễn thì ảnh hưởng đến cái mặt cụ nhà chúng nó à, mà chúng nó lôi các ông các bà ra đây để biểu tình chống cộng sản này làm gì. Gia đình bố mẹ tôi, anh chị em tôi đang sống Việt Nam kia đâu có nhờ chúng nó đi biểu tình đâu. Nhờ, nếu mà nhờ nhờ tôi này, bảo con ơi con, bây giờ cộng sản nó đàn áp bố mẹ lắm, con giúp bố mẹ đi, con biểu tình đi để cho bố mẹ sống cho nó dễ thở ở Việt Nam, tôi đi biểu tình ngay, hiểu chưa? Ở bên này á rất là nhiều gia đình anh chị em, rất là nhiều những cái người gửi tiền về, không phải là cái lũ cầm cờ đó, là chúng tôi này, chứ không phải là cái lũ cầm cờ ấy chống cộng sản, hiểu chưa? Là chúng tôi này, còn cái lũ mà chống cộng sản ấy, chúng nó không còn thân nhân ở Việt Nam nữa, chúng nó không có gửi về, nó gửi á chỉ là một cái lũ mà nó làm ra như thế để nó kiếm tiền quyên góp thôi, nó bỏ vài trăm ra để nó nhờ cái thằng nào ở Việt Nam ấy làm ba cái trò mèo lên á, để cho lừa các ông các bà ở đây thôi, hiểu chưa? Để nó kiêm nhiễm cái sự thù hận vào đầu các ông các bà. Đừng có động vào tôi ấy, thì tôi không, mấy cái thằng đừng có động vào tôi ấy thì tôi không 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 bóc cái mẽ của các người ra đâu, hiểu chưa? Biết làm sao ấy, bây giờ tao nói thẳng cho mấy cái thằng lãnh đạo biết này, biết làm sao cái trường học nó bị đóng cửa không? Khi mà tao nghỉ học ấy, rất là nhiều người ở government này phone cho tao để phỏng vấn, hiểu chưa? Lý do tại sao tao nghỉ học, tao nói cho người ta biết cái lý do tại sao mà nghỉ học, bởi vì làm cái công việc mà community đấy, cho cộng đồng ấy, là phải giỏi cả tiếng Anh và tiếng Việt thì mới học được cái môn đó. Tại vì cái môn đó là môn đó là phải đi ra tòa, phải nói chuyện, đúng không? Khi mà giúp đỡ cho một người Việt ấy, nếu mà biết cả hai thứ tiếng đấy thì mới nên nên cho government ấy, cái chính phủ này nên nên cho tiền để cho người ta học thì rất là tốt, vừa tiết kiệm được cái tiền cho người phiên dịch mà vừa tiết kiệm được cho cái người đó một một trong hai luôn. Nhưng mà đây á, cho cái người đi học đó mà lại tiếng tiếng Anh thì là ú a ú ớ, chỉ biết tiếng tiếng Việt thôi, thì đến cái lúc đi ra tòa lại đi làm cho sống ở đây, là khi mà mình đi làm cái công việc đấy thì người chủ nó phải là người Tây, đúng không? Thế bây giờ không lẽ này, can I have a interpreter, cho tôi cái người 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 phiên dịch à? Không thể làm như thế được. Rất là nhiều người gọi phone để phỏng vấn tại sao tôi nghỉ học. Tôi không thể học được cái lớp tiếng Việt như thế được. Bởi vậy nó đóng cửa, hiểu chưa? Đừng có gian lận, cái đó là gian lận chứ là cái gì nữa. Mẹ người tàn tật cũng đi học, người ngồi xe lăn cũng đi học, bà 70 tuổi cũng lôi cổ bà lên đi học, chúng mày không gian lận nói con cặc gì, nói bậy đấy. Bực mình.
Chúng mày nói cộng sản gian lận gì? Tao ra tòa đi, rất là nhiều người đang chờ chờ kiện ấy, cho tao bằng chứng chúng mày gian lận luôn đấy. Kiện đi. Ngày biểu tình hết người này đến người kia, xong rồi đe dọa người này người kia. Chúng mày nói là bên này không giống cộng sản, bên này tự do nhân quyền, ai muốn nói gì thì nói, chửi tổng thống cũng được. Vậy nhân quyền tao đâu? Ở đây là đất nước của chúng mày à? Hả? Đất nước này là đất nước của ai? Của chúng mày à? Tao sang đây tao đâu có sang ở nhờ nhà chúng mày đâu. Mà chúng mày có quyền này à, chúng mày không thích thì tại sao mày thích cộng sản mày lại sang đây? Tao có vào nhà chúng mày đâu. Khi chúng mày bước chân vào đây đó, cái giấy của chúng mày là giấy tị nạn à? Giấy có phải là vì mày là tị nạn nên tao cho mày vào đâu? Đâu có phải đâu, xem lại đi, nhìn lại đi, đọc kỹ đi, không phải đâu. Đừng chào chị, chúc ngày đầu tuần vui vẻ. Hello, hòa nhiệt đi chị, giải nhiệt đấy. Đâu phải phải có cái gì nhỉ? Nói chuyện nó phải có cái gì đấy? Nó mới đúng cái gì nhỉ? Lê Sa không quên mất cái từ đấy rồi. Cái phản biện nó phải có cái hồn đó. Chứ còn ngồi nói chuyện èo lè như kiểu lệnh mấy cái anh để anh gì ấy, thì cái lúc lúc đấy khác, lúc đấy khác. Nó phải tùy sắc thái à, nó phải tùy hoàn cảnh. Lúc nào cần thì mình mới mới dùng nhiều chứ, khẩu khí. Tùy hoàn cảnh, tùy cơ ứng biến. Lúc nào lên thì phải lấy, lúc nào cần lên thì phải lên, lúc nào cần xuống mới xuống. Đúng không? Yeah, tại vì nói với cái bọn này á, ít người bình tĩnh được đâu. Khi nói lên cái bọn này, ít người bình tĩnh được lắm. Tại vì mình nhìn chúng nó mấy chục năm nay rồi. Mấy cái thằng, nói thẳng một câu á, là Lê Sà vẫn cứ nói là Lê Sà thấy thương những cái người đó hơn, những cái người già đó hơn là thấy tội họ hơn là trách họ, tại vì họ không có hiểu, mà thực sự họ họ đơn giản lắm, họ đáng thương hơn là đáng trách. Rocky thì mày cứ đi ra đi vào đó đi, tao không mở cửa cho mày ra nữa đâu nhá. Hello các bạn. Chúng họ họ các bạn biết không, ngày xưa đó khi mà ở đất Úc này này, người ta muốn cho truyền hình Việt Nam được ở trên truyền hình kết hợp với lại truyền hình của Úc này, những cụ già được xem trực tiếp ở Việt Nam, tin tức từ ở Việt Nam qua đây. Chúng nó cầm cờ, chúng nó biểu tình bao nhiêu năm về trước nhỉ, mười mấy 20 năm về trước rồi. Hồi đó Lisa chưa dọn đến này ở, hồi ấy, cái thằng con của Lisa mới mười mấy năm về trước, nó biểu tình ầm ĩ lên. Thế xong rồi cái ông ấy, ông ấy làm ở cái khu này, ông nói là chứ nếu ai mà không thích xem ấy thì tắt nó đi, đừng có xem. Chúng nó rầm 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 lên, chúng nó biểu tình. Cuối cùng á, người ta muốn phục vụ cho các người, để cho các người được nghe cái tiếng của Việt Nam của các người không đồng ý thì thôi, người ta cắt đi.
Tại vì làm sao? Tại vì cái lũ mà lãnh đạo cộng đồng ấy, chúng nó sợ rằng những người Việt Nam ở đây, người ta nghe được trực tiếp, người ta biết được những cái chuyện ở Việt Nam thì chúng nó đâu có bịp được người ta nữa, hiểu không? Cho nên nó nhất quyết nó kêu người ta phải biểu tình cho bằng được, cắt. Thế nhưng những cái đấy cũng là một phần thôi. Thế nhưng mà nó lại làm một những cái thằng mà nó bắt những cái truyền hình cáp ấy, thì nó bắt thẳng những cái người, người ta bắt thẳng vào trong nhà người ta xem. Thì những cái ông bà già nó đâu có làm lợi cho những cái ông bà già đâu. Những cái ông bà già không có tiền nắp vào thẳng vào nhà thì không được xem, không biết cái gì cả, thì phải tới để sinh hoạt với chúng nó. Mà bây giờ mà không ai sinh hoạt thì cái cộng đồng ấy là không có người tới thì chính phủ nó đâu có cho tiền đâu, đúng không? Mà khi mà nó tập hợp được một cái đám người đông vào đó để sinh hoạt với nhau á, thì á, khi mà ví dụ như bầu cử bất cứ một cái chỗ nào nó bầu cử, ví dụ bầu cử về một cái thành phố bầu cử chẳng hạn, thì những cái thằng mà lãnh đạo cái gì ở khu phố hay là thành phố hay là một cái dân cử gì đó, nó muốn lấy được phiếu thì nó lại đến nó vuốt ve cái bọn lãnh đạo cộng đồng, hiểu không? Nó vuốt ve được vài câu thì mấy ông ngồi như nghe vịt, như vịt nghe sấm ấy, đâu biết cái mẹ gì, thì cứ nghe cái bọn này nó nói cái gì thì cứ thế mà nghe thôi, đâu có biết gì đâu, hiểu không? Thì cái bọn lãnh đạo ấy nó muốn nói cái gì nó nói, nó vuốt cho vài câu rồi tưởng thật. Ôi giời ơi, cộng đồng mình mạnh quá rồi, ôi giời ơi, cái gì chủ tịch thành phố rồi cái mẹ 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 gì nó tới thăm rồi, thấy nó muốn phiếu thì nó phải đến nó vuốt ve vài câu chứ làm gì nữa, cái chuyện đương nhiên rồi, chuyện làm ăn mà. Rồi ơi, cái chuyện chính trị mấy cái chuyện làm ăn ở đây nó nhiều cái hay lắm, cho nên đi xa nói thật, ở đây biết vài câu tiếng Anh rồi á làm kiếm tiền hay lắm thật đấy. Cái bọn nó chui vào trong mấy cái cộng đồng này kia các thứ cực kỳ hay, ngay như là ví dụ như làm về cái gì nhỉ, khu cái gì về woman nhỉ, à, đàn bà đấy, hội phụ nữ này kia các thứ, hay là giúp đỡ này người kia chẳng hạn, bây giờ giúp đỡ về mấy người cờ bạc chẳng hạn. Thế bây giờ có một người tới bảo chứ chị ơi em nghiền cờ bạc quá, bây giờ giúp đỡ em vay ít tiền. Thì chẳng hạn như nếu đây là Lisa nói về Tây á, về cái cộng đồng của người Tây á, thì người Tây người ta sẽ giúp cho vay được chính phủ được mấy ngàn chẳng hạn như vậy. Nhưng Việt Nam hiểu đâu có mấy ông mấy bà dám vác cái mặt lên mà bảo là vay tiền đâu. Thì cái đấy nó làm giả dễ lắm rồi, nó làm giả rồi nó đút mẹ vào túi làm gì nó, rồi nó đến nó bảo mẹ chính phủ là con bé này nó cờ bạc rồi, bà nó dì cô dì chú bác thì mang mẹ nó hết vỏ, nó đi cờ bạc nó ngày kia nó thứ, xong nó đút vực cái số tiền vào túi nào mẹ gì nó, cái đấy không gian này gì, đúng không, các bạn hiểu không? Cho nên ở đây nhiều người người ta không hiểu, người ta không hiểu những cái chuyện đấy thì mà dễ bị gạt. Xong rồi chỉ cứ đi như cái thằng này nên nó chửi lấy xà, nó cũng chỉ là một cái râu ria của cái bọn đó thôi, nó tưởng rằng cứ nên đứng ngồi ấy chửi, nhưng mà nó ngu một cái là nó ngồi ngay ở giữa cái cộng đồng ấy, xong bắt đầu có địa chỉ đàng hoàng, xong nó ngồi nó chửi người ta. Rồi cái thằng thằng chủ tịch cộng đồng hay là mấy cái bọn kia đó, ngu, nó đâu biết dạy cái thằng đấy đâu, thấy không?